Hôm nay chúng ta sẽ học một số ngữ pháp mà không có trong giáo trình Nhưng mà nó rất là hữu ích và nó bổ nghĩa cho cái phần mà chúng ta đang tiếp tục học tiếp theo Phần đầu tiên đó chính là đại tư chỉ đỉnh y cư cho Y cư cho đại tư trị đỉnh y này cư ấy cho kia Đây là những đại tư chỉ đỉnh chỉ vị trí của người học vật và nó luôn đứng trước danh từ để bổ nghĩa cho danh từ Chúng ta cùng đến với cụ thể từng đại tư trị đỉnh nhé Đầu tiên là đại tư y Y chỉ người hoặc vật gần người nói, xa người nghe. Vậy nếu y saram thì có nghĩa là người này. Còn y check thì có nghĩa là quyển sách này. Còn y cot chính là cái này. Cot là cái. Nhưng mà cái chữ này lại viết được liên. Cot là cái và y cot được viết liên vào với nhau các bạn nhé. Không viết cách như ở phía đường trên. Còn cư là gì? Cư là đại từ chỉ người hoặc vật Gần người nghe, xa người nói Có nghĩa là ấy Và chúng ta có nào? Cư nằm cha có nghĩa là anh ấy, ông ấy Người đàn ông ấy Còn cư kha bang có nghĩa là Cái túi ấy, cái cặp ấy Còn cư gì ạ? À? Cư khót có nghĩa là Cái ấy, đồ vật ấy Tiếp theo chúng ta có cho Cho là gì? À cho là kia, đằng kia Chỉ người hoặc vật ở Xa cả người nghe, lẫn người nói Vì thế cho nên à, cho do cha Có nghĩa là cô gái đằng kia và cho xa chim có nghĩa là bức ảnh đằng kia và cho cốt chính là cái kia cái đồ vật đằng kia ví dụ thứ nhất y có sân y pu ta chúng ta có cái gì ạ y <laughs> cốt chính là cái này cái này là là chăn à, như vậy là người ta đang giới thiệu cái này là cái chăn và phút này đọc nổi âm lên với chữ y chúng ta đọc là y pu rim ta y có sân y pu ta Tiếp theo, chúng ta lại có cư <laughs> sa ra mân thần khu im tà cư sa là gì à cư <laughs> sa ram chỉ là người ấy người ấy là gì ạ là pan <laughs> chín tức là bàn cùng lớp từ nay chúng ta đã học ở đâu ạ từ bài ba rồi đúng không ạ và ví dụ tiếp theo nào cho cơ sinh si khe nhị ô cái vật đằng kia chính là cái đồng hồ đằng kia có nghĩa là cái vật mà xa cả người nghe lẫn người nói và chúng ta nhớ lưu ý cho cô là chúng ta đọc nổi ấm thế này này cho cơ sân sĩ khê mì tà y cơ sân y phú rìm mì tà các bạn nhé và cứ xà ra mơn. đấy chúng ta sẽ đọc nổi âm như vậy các bạn nhé <laughs>